Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, nam thanh niên buông cả hai tay khi điều khiển xe máy đổ đèo ren trong đoạn clip gây sốc cộng đồng mạng này được xác định là Bạch Công Thành, 30 tuổi, quê Hà Nội, tạm trú tại thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng. Thành tạm trú ở đây được 2 năm, hiện đang sống cùng mẹ và làm nghề cắt rau. Còn chiếc xe máy hiệu Sirius, biển số tỉnh Lâm Đồng mà Thành sử dụng, đứng tên bà chủ nhà trọ, Thành không có giấy phép lái xe. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Thành về những vi phạm trên và chờ ra quyết định xử phạt. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 phút chiều ngày 3 tháng 9. Vào thời điểm trên, xe cẩu cứu hộ mang biển kiểm soát Hà Nội chở theo xe 16 chỗ cũng mang biển số Hà Nội lưu thông theo hướng Sơn La về Hà Nội. Khi xe chạy đến km 115 200 quốc lộ 6, chiếc xe cứu hộ bất ngờ mất lái và lao xuống vực sâu. Tại hiện trường, chiếc xe cứu hộ nằm dưới vực sâu khoảng 20 mét, đầu xe đâm vào vách núi và biến dạng hoàn toàn. Xe khách 16 chỗ nằm ở phía bên trên cũng bị hư hại nặng. Vụ việc khiến hai người trong cabin tử vong tại chỗ là lái xe Chu Danh Bình, 28 tuổi và anh Nguyễn Văn Tùng, 36 tuổi. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã tới hiện trường phân luồng đảm bảo giao thông. Đây là BOT cầu treo Đát Ma nằm ở thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Nói là cầu treo BOT nhưng thực chất chỉ có duy nhất một người đứng ra thu phí. Đó là người phụ nữ đã gần 80 tuổi này. Hợp đồng 2 năm liền, 17, 18 là cứ 3, 1 quý 1 thì là 15 triệu một tháng. Thế quý 2 thì lại 12 triệu một tháng. Quý 2, quý 3 thì là 12 triệu. Còn quý 4 thì lại 15 triệu. 3 tháng đầu năm với 3 tháng cuối năm là 15 triệu. Thế là cứ đến mùng 2 hàng năm hàng tháng là họ lên thu tiền. Trạm BOT làng này theo phê duyệt phương án thu phí thì mỗi ngày phải có 4 nhân viên thực hiện thu phí. Nhưng trên thực tế, vì thu phí này thực hiện theo hình thức giao khoán chỉ có một người, tức là sai quy định. Được biết cầu treo này được xây dựng từ năm 2005 với tổng mức đầu tư khoảng 500 triệu đồng, với thời gian thu phí khoảng 15 năm. Khi phóng viên đưa ra thắc mắc việc tổ chức thu phí như vậy không đúng quy định thì được trả lời là để tiết kiệm chi phí. Nếu là cái hiện tượng mà thu mà không xé vé thì nếu xét về mặt thì gọi là quy định là không đúng. Đúng không ạ? Thế nhưng về doanh thu thì tôi đã khoán như thế này rồi. Đấy mà thực cơ sở khoán là chúng tôi cũng đã khảo sát. Một cây cầu treo, tổng mức đầu tư chỉ vài trăm triệu nhưng thời gian thu phí lên tới cả chục năm. Hoạt động thu phí thì không đúng theo quy định, rõ ràng là một lỗ hổng lớn. Mới đây, danh ca Ngọc Sơn đã tổ chức lễ nhận Duy Cường. Anh chàng tiến sĩ triết học 9X vừa đăng quang ngôi vị thần tượng Bolero 2018 làm con nuôi. Chia sẻ về cậu con trai mới nhận, Ngọc Sơn cho biết Duy Cường là một người vừa có trái tim lại vừa có học thức. Đặc biệt, chàng trai này có ý thức tôn sư trọng đạo rất cao. Vì thế anh đặt nhiều niềm tin vào sự yêu mến cho Duy Cường. Trước đó Ngọc Sơn từng tuyên bố nhận Duy Cường là truyền nhân đặc biệt mà anh sẽ dành nhiều sự quan tâm và ưu ái. Đáp lại tình cảm của cha nuôi Ngọc Sơn, Duy Cường đã tặng anh bức tranh bằng vàng có khắc chữ cha mà anh đã dành dụm từ tiền cát xê. Duy Cường bộc bạch, anh cảm thấy mình là người may mắn nhất trong số những người con nuôi của Ngọc Sơn bởi được làm lễ nhận cha con tại chùa. Cha mẹ ruột của anh cũng bay từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh để chứng kiến buổi lễ quan trọng và ý nghĩa này. Lầy lội, sụp lún là tình trạng chung của nhiều tuyến đường dân sinh dọc đường dẫn lên cầu Cần Thơ thuộc quận Cái Răng. Vào mùa mưa, hầu như ngày nào cũng có người qua đây bị té ngã. Thấy đường này thì nói chung ra là nó ổ gà, ổ vịt hoài, ổ lớn. Nói chung ra là chạy hơi bị khó khăn chút. Tại nhầm khi chạy mình sơ ý mình lách vô ổ gà rồi đầu chợt bánh xe té. Cái lộ thì thấy nó lỗ hàng quá, nó cũng hơi khó đi. Rồi bị nó ngay bị xe tải nó chạy nó rồi nó hư lỗ hàng đó. Rồi có sửa mà sửa cũng mấy lần rồi cũng còn lỗ hàng đó. Ổ voi nối tiếp ổ gà. Nhiều đoạn đường chỉ dài hơn cây số nhưng là nỗi ám ảnh của người dân trong nhiều năm. Nhiều hộ cho biết hố sâu là do sự cày ải đêm ngày của xe tải. Nhưng điều khiến họ bức xúc hơn hết là cách sửa chữa lấy lệ của đơn vị chủ quản. Mấy ông nhà nước mới làm rồi nhưng mà chưa đầy một tháng luôn mà bây giờ đó là lỗ nào lỗ nấy thật là lớn luôn. Học sinh đi là đi không được luôn. Trời sửa đổ đá không cũng như không, đúng không? Giờ phải cán nhựa cho người ta đi cho nó. Thứ hai nữa, một lần làm một lần khó, làm cho nó chắc chắn một
là một cho nó dễ. Thì là mong nhà nước là xem xét lại làm cho là đường xá cho dân đi cho là yên chí, con em đi học cũng đỡ chút. Hư hỏng, sửa chữa, lại tiếp tục hư hỏng. Chưa đầy một năm, số tiền tiêu tốn cho những tuyến đường đau khổ là không hề nhỏ. Và với người dân, đó là sự lãng phí lớn cần phải được chấn chỉnh. Gầm cầu trở thành bãi giữ xe, cạnh đó rất nhiều người vô tư mua bán nông sản, kinh doanh ăn uống. Sự bát nháo và nhếch nhác là điều không khó bắt gặp. Nhiều người vô cùng bức xúc vì hoạt động trên, vừa vi phạm pháp luật, vừa thường xuyên gây ách tắc giao thông cho người qua lại. Tuy nhiên, việc chiếm dụng vẫn diễn ra công khai và tồn tại trong thời gian dài mà chưa có ai xử lý. Theo thống kê, tính từ đầu mùa mưa đến nay, hiện Cần Thơ, Hậu Giang đã có gần 20 vụ sạt lở lớn nhỏ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế của hàng trăm hộ dân. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương khắc phục những điểm sạt lở, có kế hoạch di dời những hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao đến nơi ở an toàn. Tại tỉnh Đồng Tháp, mực nước lên nhanh, nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã liên tục làm trụ bê tông nặng hàng chục tấn của trạm bơm sụt lún, chìm xuống đáy sông, gây thiệt hại hơn 4 tỷ đồng. Hiện tỉnh Đồng Tháp đã cho đổ cát, lắp hố xoáy để giảm thiểu sạt lở và tiến hành xây kè bảo vệ. Còn tại tỉnh An Giang có 51 khu vực cảnh báo sạt lở, bao gồm 23 điểm cực kỳ nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến 20.000 hộ dân, trong đó có hơn 5.380 hộ dân cần phải được di dời khẩn cấp. Theo các chuyên gia trong ngành, để xảy ra tình trạng sạt lở như hiện nay chính là do nạn khai thác cát sỏi, nạo vét lòng sông trái phép đã và đang diễn ra khá phức tạp, khó kiểm soát. Các địa phương cần có biện pháp xử lý triệt để. Ngoài ra cần tăng cường trồng rừng, giữ đất, nhất là cây đước, sú vẹt. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 15 phút cùng ngày, nghe tiếng động mạnh phát ra trước khách sạn Viễn Đông, người dân sinh sống khu vực đường Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, hốt hoảng khi thấy người đàn ông ngoại quốc nằm dưới đất đã tử vong sau đó. Bước đầu qua khám nghiệm, công an xác định nạn nhân là ông Jordan Thomas, sinh năm 1980, quốc tịch Úc, ngụ tại phòng 607 của khách sạn. Trưa cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ việc điều tra. Em Phan Văn A, 15 tuổi, là một trong 54 nạn nhân được giải cứu khi đang lao động như khổ sai cho một cơ sở gia công may tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, khi trở về nhà, do không có việc làm nên em A lại muốn tìm việc. Nhà mình nghèo và cũng nhiều người lắm thì mình muốn kiếm tiền để giúp bố mẹ. Bởi vì bố mẹ đi làm thì cũng khổ cho bố mẹ và em ở nhà em trắng lắm. Buồn bã không muốn ở nữa thì em đi làm giúp bố mẹ, phụ bố mẹ. Nếu khi nào bố mẹ không có tiền dùng em cũng có thể đưa tiền cho bố mẹ. Không chỉ có em A mà nhiều các em khác trong làng cũng vậy. Lợi dụng việc này, tại các xã Quảng Phú và Nâm Nờ Đi, một số đối tượng lạ mặt đã đến dụ dỗ tuyển dụng trẻ em người Mông đi lao động ở tỉnh ngoài. Hầu hết các em nữ từ 11 đến 16 tuổi được tuyển dụng đưa xuống thành phố Hồ Chí Minh làm việc trong môi trường khắc nghiệt. Khi mà xảy ra cái việc đó thì địa phương, xã cũng đã có nhiều biện pháp ngăn chặn. Hướng tới nữa thì về vấn đề ổn định đất đai, nhà cửa để họ có cái một cái ổn định để không bị khó khăn áp lực trong cuộc sống mà đưa con đi lao động sớm như vậy. Dù được hỗ trợ để tránh tình trạng lừa đi lao động trái phép, nhưng chính các em lại chủ động kết nối, tìm đến nhà tuyển dụng để tiếp tục được làm việc. Mặt khác, do điều kiện khó khăn nên các em phải chủ động tìm kiếm việc làm để có thêm thu nhập phụ giúp gia đình, thay đổi cuộc sống. Và rồi trong vòng luẩn quẩn ấy, hiện nay nhiều em gái người dân tộc thiểu số đã biến mình thành nạn nhân của nạn bóc lột lao động trẻ em vị thành niên. Vào khoảng 12 giờ trưa ngày 3 tháng 9, đập hồ Dao Kèo bị vỡ rất nhanh, nước cuồn cuộn chảy qua đoạn đập vỡ và khoét sâu vào thân đập. Tôi phát hiện đầu tiên, báo cáo cho trưởng ấp mới báo cáo cho trên xã là xuống ngay thì là đập đã bể rồi. Vừa báo cái là bể tại nước nó áp lực quá cao. Nước đổ về đột ngột với khối lượng lớn, các chủ ao tôm cá trong khu vực đã không kịp trở tay. Trong số gần chục hộ bị thiệt hại, hộ ông Nguyễn Ngọc Pha có ao nuôi sát bên cạnh hồ Dao Kèo bị thiệt hại nặng nhất. Hơn 40.000 cá nuôi trong ao đang đến thời kỳ thu hoạch bị trôi hết ra ngoài, thiệt hại ước tính trên 200 triệu đồng. Và không chỉ có hộ nuôi cá, nhiều hộ chăn nuôi cũng bị thiệt hại do gia cầm bị nước cuốn trôi. Chừng 2 phút là bắt đầu ngập hết, nên đi trên nhà chạy đồ không kịp. TV, tủ lạnh, coi như đồ gia dụng là đổ hết, trôi hết, không còn cái gì hết cả. Gà qué là mấy trăm con, vịt thì còn mấy con thôi, vịt thì nó bơi được thì không bị mất bao nhiêu, nhưng mà gà
Không chỉ gây ngập tại khu vực ấp 4, nước từ hồ Giao Kèo chảy tràn qua hàng chục nhà dân và ngập lên láng nhiều đoạn đường từ xã Tốc Tiên qua Châu Pha. Thống kê sơ bộ ban đầu của xã Châu Pha, hiện có khoảng 30 hectare lúa, 5 hectare hoa màu tại các thôn Tân Lễ A và thôn Suối Tre, xã Châu Pha bị ngập chìm trong nước. Số gia súc gia cầm thiệt hại hiện chưa thể thống kê.